Thưa quý khán giả, thưa bà con, có thể nói sâu đục trái là đối tượng làm cho nhiều nhà vườn canh tác bưởi đau đầu bởi thiệt hại năng suất do chúng gây ra là rất lớn. Do tập tính gây hại mạnh vào ban đêm, khó nhận dạng sớm, đến khi phát hiện thì trái đã bị hư hại từ bên trong, nên nhiều nhà vườn chưa có giải pháp phòng trị hữu hiệu loài sâu hại này. Trong thực tế, sản xuất, nhiều bà con đã đúc kết được những kinh nghiệm hay trong việc bảo vệ vườn khỏi sự tấn công của sâu đục trái, nhưng vẫn đảm bảo sản phẩm đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong chương trình khoa học nông nghiệp hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ cùng bà con một số giải pháp phòng ngừa sâu đục trái bưởi của những nông dân tâm huyết với loại cây có múi này. Xin mời bà con và các bạn cùng theo dõi. Đối tượng dịch hại mà bà con trồng bưởi hiện nay quan tâm nhất là sâu đục trái. Chúng tấn công trái bưởi từ giai đoạn còn nhỏ đến lúc thu hoạch. Khi tấn công trên trái non, chúng làm cho trái phát triển chậm và rụng sớm. Đối với trái trưởng thành, sâu dễ dẫn đến thối trái do bội nhiễm và cũng có thể sẽ bị rụng sớm. Những trái chưa rụng thì phần thịt cũng bị hư hại, chất lượng kém, không thể tiêu thụ, làm thiệt hại lớn cho nhà vườn. Đặc điểm của cái dòng đời của nó là các cái giai đoạn, như giai đoạn đầu là trứng, rồi giai đoạn thứ hai là ấu trùng, giai đoạn thứ ba là giai đoạn quá nhộng, và sau đó sau cái thời gian quá nhộng nó thì nó quay trở lên thì thành con thành trùng, đó là con bướm. Rồi chúng ta thì con bướm này nó phát triển trong như vậy toàn bộ cái dòng đời nó từ khoảng 25 đến 28 ngày. À, đặc điểm của cái loài này nó có cái kích thước của con bướm nó lớn, do đó khả năng nó bay rất là xa, có thể bay trong một giờ có thể bay còn chừng khoảng 50 km. Như vậy đây là cái đặc điểm, nó có khả năng phát tán và gây hại rất là nhanh nếu mà chúng ta không có cái biện pháp đối phó, thì nó sẽ làm cho cái dịch hại này nó nghiêm trọng hơn. Ông Đào Văn Minh tại xã Quế Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre là người có kinh nghiệm trồng bưởi da xanh hơn chục năm nay. Ông Minh cho biết, từ khi xuất hiện loài sâu phá hại trái bưởi, ông đã hết sức lo lắng và cũng thử nhiều cách diệt trừ chúng. Đến nay, ông Minh đã thành công với giải pháp tỉa cành tạo tán sau thu hoạch để cây thông thoáng, thu gom trái hư hại ra khỏi vườn để sâu bệnh không có khả năng lây lan. Đồng thời, nhà vườn này phun thuốc định kỳ, đảm bảo thời gian cách ly cho sản phẩm trước thu hoạch theo đúng chuẩn thực hành nông nghiệp tốt, Việt Gáp. Biện pháp phun thuốc của tôi thì tôi sẽ chọn những cái dòng thuốc có ít có độc hại, cũng như cái dòng thuốc sinh học thì cái lượng nó ít độc hại cho môi trường với cho cái người phun thuốc lẫn cái người tiêu dùng. Khi mình phun cái loại thuốc, những loại thuốc đó thì cái thiên địch ở trên cây mình cũng như là kiến vàng thì hoàn toàn không có chết. Thì cái chỗ đó thì mình còn có giữ lại một số thiên địch để cho nó trên cây có muối thì nó cũng tiêu diệt được một số dịch hại. Tôi chỉ phun vào cái trái bưởi thôi chứ hoàn toàn không có phun hết cái tán cây. Thì nếu mình phun vào trái bưởi thì cái hiệu quả nó đã có rồi, không cần thiết phải phun vào hết tán cây. Thứ nhất là nó sẽ hao thuốc, hao công, cái chi phí sản xuất nó sẽ cao hơn. Thì đồng thời nếu mình phun vậy thì cái môi trường nó sẽ dễ bị ô nhiễm, thì chúng tôi chỉ phun vào ướt cái trái hai bên trái là đã xong rồi, thì con sâu nó sẽ không tấn công vào nữa. Theo tôi phun thì những cái loại thuốc tôi đã nói là cái thời gian cách ly chỉ 7 ngày thôi, nhưng mà tôi cách ly của tôi tới nửa tháng lận, thì cái hoàn toàn cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên trái bưởi là không còn nữa. Theo ý kiến của các nhà chuyên môn, tuy giải pháp này có hiệu quả, nhưng nhà vườn cần xem việc phun thuốc hóa học là giải pháp cuối cùng. Đặc biệt như hiện nay, đa số vườn bưởi tại đồng bằng sông Cửu Long là vườn lâu năm, cây và tàn nhánh cao, nên việc phun thuốc cũng sẽ gặp không ít trở ngại. Trong đó, việc phun đều hai mặt tất cả các trái trên cây rất khó thực hiện được. Và hơn hết, sức khỏe của người nông dân, người trực tiếp phun thuốc về lâu dài sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Trước tình hình sâu đục trái gây hại mạnh làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất của nhà vườn trồng bưởi, nhiều viện trường đã nghiên cứu để tìm ra cách phòng ngừa và nhiều biện pháp đã được bà con nông dân áp dụng tốt. Trong đó có những kinh nghiệm bà con đã đúc kết được từ thực tế sản xuất, như phun nước trực tiếp lên trái bưởi trong suốt quá trình sinh trưởng của trái thay cho thuốc hóa học. Theo các nhà vườn này, phun nước giúp hạn chế hơn 80% tỷ lệ trái bị sâu tấn công, và màu sắc trái sáng bóng, dễ bán hơn. Thì bắt đầu miễn bắt được con bướm đó, nó đẻ, thì mình phát hiện được cái
cái trứng bướm nó đẻ trên trái bưởi thì 5 ngày sau nó mới nở. Thì chính vì vậy thì mình mới nghĩ ra cái cách liền là mình sử dụng mua tưa để mình lắp cái ống mua tưa nó bự hơn, để cái lực nước nó mạnh. Thì mình sẽ tưới thẳng vào cái trái bưởi. Mình tưới như vậy là 3 ngày đến 3 ngày rưỡi mình tưới một lần. Vì trứng nó thì 5 ngày mới nở. Thì trong khi mình tưới như vậy là cái trứng nó sẽ, trứng bướm nó sẽ rớt xuống đất, nó hư, nó ung, thành ra là trái bưởi nó không bị sâu tấn công. Còn cái thời gian phun á, thì mình lựa vào cái thời điểm trời mát, nhất là cái giác sáng khoảng từ sớm chừng 5 giờ rưỡi cho đến 6, 7 giờ rưỡi. Rồi buổi chiều thì cũng như vậy, khoảng 5 giờ rưỡi cho tới 6, 7 giờ rưỡi tối. Như vậy cái hiệu quả nó cao hơn là mình phun giác trưa. Tùy theo cái bờ nó ngắn hay dài, thì mình canh theo mình phun một lần thứ nhất rồi, qua rồi mình sẽ quay đó lại mình phun lần thứ hai. Làm sao cho mình phun trực tiếp thẳng vô, nhắm thẳng vô cái trái luôn. Cái cuốn trái bưởi nó rất là cứng, nó không có rụng vậy đó. Thì mình phun như vậy là lần thứ hai để tạo cho cái bãi trứng của bướm nó sẽ ướt nhiều, rồi nó sẽ rơi trứng xuống. Buổi chiều á, ví dụ bị trong 3 ngày thì mỗi một ngày đều có bướm đẻ trên trái. Nhưng mà mình không biết nó đẻ trên cái trái nào thôi. Nhưng mà mình tưới vào buổi chiều như vậy là nhằm cái trái nó ướt sẵn thì con bướm nó đẻ vào giấc tối. Thì từ khoảng 7 giờ tối tới 10 giờ đêm. Nhưng mà mình tưới giấc đó thì trái bưởi vẫn còn ướt thì con bướm nó đẻ lên cái trái bưởi nó cũng, cái trứng nó cũng không kết dính được. Cái biện pháp mà tưới nước thì bà con hiện nay ứng dụng vào trong cái sản xuất. Thì bà con chúng ta tưới, một là tưới buổi chiều ở vào cái thời điểm mà mùa nắng. Chứ còn mùa mưa bà con chúng ta thấy là cái dịch hại này nó không có phát triển mạnh. Vào ở mùa nắng thì bà con chúng ta tưới vào ở thời điểm là ở vào buổi chiều. Tại vì tưới buổi chiều thì bà con chúng ta phải tưới liên tục, tức là hai lần. Tức là lần đầu chúng ta đi xong qua, chúng ta phun hết toàn bộ cây bưởi. Và lần thứ hai chúng ta phun trở lại để mà, tại vì lần đầu chúng ta rửa chưa hết cái lớp trứng. Lớp trứng do cái đặc điểm nó là chất bám dính nó rất là khó. Do đó khi chúng ta phun lại lần hai để chúng ta rửa sạch cái trái bưởi và giải quyết được cái dịch hại cho cái trái bưởi. Thì như vậy bà con sẽ giảm được cái số lần phun. Thì đây là cái biện pháp rất là an toàn và sử dụng tốt cho đối với vùng bưởi. Tuy nhiên khi chúng ta áp dụng cái lượng nước mà người ta phun vào buổi chiều, bà con cũng nên chú ý là các cái bệnh khác nó phát triển như bệnh đốm hồng, bệnh xì mũ và một số loại bệnh khác nó phát triển mạnh. Vậy bà con tùy theo cái tình hình sức khỏe của cái vườn chúng ta. Nếu bà con chúng ta hiện nay bà con chúng ta có, nếu cái vườn rất là khỏe và chúng ta áp dụng cái phân hữu cơ thật nhiều thì vậy cái nguy cơ mà các cái bệnh khác nó không có đáng kể. Thực tế cho thấy bên cạnh hiệu quả phòng ngừa sâu hại thì giải pháp phun nước lên trái phải mất nhiều công lao động, khó thực hiện trong điều kiện thiếu lao động tại nông thôn hiện nay. Một số nhà vườn chọn phương án phun vôi trong toàn vườn cây. Theo những bà con này, tỷ lệ đạt rất cao. Hơn nữa, chi phí thấp mà hiệu quả phòng ngừa một lần phun lên đến 4-5 tháng, nên đỡ tốn công mà sản phẩm làm ra không lưu tồn thuốc bảo vệ thực vật. Suy nghĩ của mình cũng không có qua trường lớp gì, nhưng mà thấy người ta xử lý hầm cá, người ta cũng diệt vi khuẩn rồi này khác đó. Thì mình nghĩ là vôi nó cũng có cái tác dụng đó, nó diệt những cái côn trùng trứng rồi này khác đó. Vôi thì tôi xịt là một năm, có thể là tôi xịt ba lần nếu như thấy nó có bướm thì nó xuất hiện. Còn nếu không có thì năm hai lần. Tôi mua lưới mà cái lỗ lưới nó lường ba vôi đó thì nó nhỏ hơn cái lỗ quét, cho nên nó không bị nhẹt. Thì mình múc nước vô cái phi á, rồi cái mình để cái đó vô cái mình quậy quậy, mình bóp cái nó bắt đầu nó tan cái đổ xác ra, rồi mình lấy cái phần mịn đó mình xịt. Thí dụ cả vườn vậy nè, nó bẻ một lần là 400-500 trái thì có khi có một trái hai trái bị sâu, còn thôi không có nữa. Có những cái chiến bẻ không có con nào hết đó, nó vậy đó. Tại sao chúng ta sử dụng nước vôi? Tại vì trong cái nước vôi nó là một cái thành phần mà nó làm cho cái sau khi mà chúng ta phun lên trái bưởi thì con cái đối với cái loại côn trùng nó không thích đẻ, tại vì cái nước vôi nó làm cho cái trái bưởi nó trơn. Do đó khi mà con thành trùng nó đẻ tới đẻ thì nó đẻ trứng nó đẻ không được. Như vậy đây là cái yếu tố mà nó xua đuổi rất là tốt. Vậy khi người ta bao phủ được cái phun cái nước vôi thì nó sẽ giảm sâu đục trái dần dần. Tại vì nước vôi nó rất là rẻ tiền.
ai cũng có thể ứng dụng được, ai cũng nhà mỗi nhà nông dân nào cũng có sử dụng cái vôi để chúng ta bón cho cái vườn cây vào mùa nắng để chúng ta giảm được hạ phèn và cung cấp cái canxi cho cái cây trồng nó khỏe lên. Như vậy cái yếu tố mà để sử dụng cái nước vôi đây là chúng tôi rất là khuyến khích bà con để chúng ta áp dụng cộng đồng được. Đối với cái vôi á thì bà con chúng ta là sử dụng cái nước vôi không thì bà con phun luôn lên lá thì không chúng tôi không khuyến cáo, tại vì khi phun lá thì nước vôi nó đóng lên cái bề mặt của lớp dưới của lá, như đó nó làm cho cái khe khổng nó bị bít kín, cho nó không làm hô hấp được, vì nó có thể làm suy kiệt cho cái cây bưởi ở giai đoạn mà cái cây mang trái, nó cho nó cần rất là nhiều cái sự trao đổi không khí. Vậy bà con ta nên chú ý, hoặc là chúng ta phun ở dính ở trên bề mặt trên lá, nó cũng làm cho giảm cái quang hợp. Do đó chúng tôi khuyến khích bà con chúng ta khi áp dụng cái nước vôi thì đúng liều lượng mà chúng tôi đã nghiên cứu. Cái thứ hai là chúng ta phun lên trái, trên bề mặt vỏ trái không. Chúng ta không nên phun ở trên lá. Theo nghiên cứu của các chuyên gia Viện Cây ăn quả miền Nam, để tăng hiệu quả sử dụng vôi trong vườn bưởi, nhà vườn nên pha thêm chất bám dính để vôi có thể bám lên trái lâu hơn, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết nắng nóng, bốc hơi nhanh như hiện nay. Bà con có thể pha thêm nước rửa chén và dầu ăn và dung dịch vôi với liều lượng 15ml dầu ăn pha với 5ml nước rửa chén. Sau đó sục đều rồi đổ vào dung dịch vôi 1%, tức là 1kg vôi pha trong 100 lít nước, phun lên trái. Ngoài ra, các nhà khoa học khuyên bà con để phòng trừ sâu đục trái bưởi thì biện pháp canh tác tổng hợp để cây khỏe, ít sâu hại tấn công, vừa là biện pháp hữu hiệu, ít chi phí, vừa đảm bảo chất lượng trái an toàn, được thị trường ưa chuộng. Nhà vườn nên tỉa bỏ những cành yếu ớt, cành vô hiệu hay bị sâu bệnh nhằm tạo sự thông thoáng, dễ kiểm tra vườn, cũng như hạn chế nhiều bệnh dịch khác nữa. Bà con chúng ta nên đi thăm vườn thường xuyên để phát hiện những trái nào bị sâu đục trái bưởi chúng ta tiêu hủy. Vì hiện nay cái biện pháp tiêu hủy mà chúng tôi hướng dẫn cho bà con là tiêu hủy phải đúng phương pháp. Tại vì con sâu đục trái bưởi mà con, nếu mà con chúng ta là nhiều bà con chúng ta thì hiện nay bà con, một số bà con chúng ta vẫn còn làm sai là do cái biện pháp tiêu hủy chúng ta không đúng thì vậy nó sâu đục trái bưởi nó tái phát trở lại. Thì cái biện pháp mà tối ưu nhất hiện nay bà con chúng ta pha nước vôi 5%. Bà con pha bỏ một lưu và sau đó chúng ta bỏ trái bưởi vào, trái bưởi sâu đục trái và con bỏ vô chừng khoảng 1 giờ đồng hồ. Thì cái nước vôi nó rút vào trong cái trái bưởi, như vậy nó diệt hết toàn bộ cái sâu. Vậy là cái giải pháp này nó sẽ giúp cho bà con an toàn và chúng ta khỏi cần kiểm soát. Một số bà con chúng ta đem ra trái bưởi chúng ta chặt ra nhưng mà vẫn còn sâu đục trái trong cái phần mà nó chúng ta kiểm soát không hết. Hiện nay cái biến đổi khí hậu rất là nhanh và nắng rất là nhiều, do đó bà con chúng ta nên chú ý là tăng cường cái phân hữu cơ, nhất là hiện nay bà con chúng ta chuyển đổi cái phân hóa học, chúng ta nên chuyển qua sang giai đoạn tưới thì nó sẽ hữu hiệu hơn, giúp cho cái cây trồng nó hấp thu cái dinh dưỡng nó nhanh. Còn nếu mà con chúng ta phân mà bà con hiện nay bà con gãi trên mặt lép thì vậy nó chỉ có cái là nó làm cho cái lượng phân nó bốc hơi mất đi và cái cây trồng nó chưa hấp thu được. Tất cả các cái cây bưởi bà con nên chú ý là rất là cần nước. Vậy nếu mà con chúng ta, khi mà con chúng ta chăm sóc để được cái chất lượng của trái bưởi nó đạt là bà con chúng ta tưới nước định kỳ. Đối với bà tùy theo bà con rảnh thì bà con, nếu bà con chọn cái phương pháp 2 ngày chúng ta tưới 1 lần thì 2 ngày tưới 1 lần vào mùa nắng. Hoặc nếu bà con chọn cái phương pháp 3 ngày tưới 1 lần thì chúng ta áp dụng 3 ngày. Chứ không có là nay 2 ngày rồi mai 3 ngày rồi tuần sau 4 ngày. Vậy nó như vậy sẽ giữ chất lượng cho cái trái bưởi ở trên cây. Do cái trái bưởi nó có thời gian trên cây nó rất là lâu. 9 tháng, 8-9 tháng, vậy nó cái sự tổng hợp về cái chất lượng của bên trong nó cần phải một cái biện pháp mà làm thật đều đặn. Như vậy chúng ta tưới nước thật đều đặn, phân bón đúng cái quy trình, vậy nó sẽ hữu hiệu cho cái giúp cho cái năng suất của vườn bưởi và nó không có suy kiệt cho năm sau. Sự sáng tạo của nhà nông trong thực tế sản xuất cùng với sự chung tay nghiên cứu của những nhà khoa học đã đưa ra những giải pháp kỹ thuật an toàn để bảo vệ vườn cây khỏi nhiều đối tượng dịch hại nghiêm trọng. Canh tác không gây ô nhiễm môi trường cũng như đảm bảo sức khỏe người trực tiếp sản xuất. Sản phẩm làm ra đảm bảo không dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, được người tiêu dùng đón nhận. Một tín hiệu vui là bưởi da xanh, bưởi Nam Roi đạt chuẩn an toàn, được xuất khẩu đến những thị trường khó tính
ngày càng có sản lượng lớn. Giá trị của loại nông sản đặc trưng của miền Tây này được nâng cao đáng kể, gia tăng được sức cạnh tranh cho sản phẩm trên thị trường trong và ngoài nước. Bà con nông dân và các bạn thân mến, chương trình khoa học nông nghiệp của Đài Truyền hình Vĩnh Long kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn bà con và các bạn đã chú ý theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.